Thưa quý vị, nói đến việc vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe thì Phương Trinh lại nghĩ đến những dịch vụ làm đẹp và sử dụng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên hiện nay đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Bên Lina Spa and Clinic rất là tự tin bởi các kỹ thuật viên là được đào tạo với tay nghề cao và đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thẩm mỹ để mà nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ và hiệu quả cho khách hàng để khách hàng có thể hài lòng và tin dùng hơn. Điểm cộng cho các dịch vụ làm đẹp này là thường xuyên có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi nhu cầu làm đẹp đang tăng cao. Nhân dịp cuối năm thì Spa Lina and Clinic thì cũng gửi đến những cái tri ân khách hàng là dành những cái khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng là khi khách hàng sử dụng một dịch vụ thì tặng thêm một dịch vụ giảm 50% cho dịch vụ chăm sóc toàn thân, giảm 80% cho dịch vụ phun xăm và điêu khắc để khách hàng có thể trải nghiệm nhiều hơn đến Lina và chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng để đón mùa xuân năm 2018 có thể làm cho mình đẹp hơn. Thưa quý vị, với nhiều thông tin về sản phẩm dịch vụ tốt cho sức khỏe như doanh nghiệp nội địa vừa chia sẻ, chúng tôi rất mong quý vị khán giả sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để chúng ta có được một cơ thể vừa khỏe mạnh lại xinh đẹp. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thị trường tiêu dùng.